Nước sạch cũng là một trong những điều thiết yếu vào lúc này. Với những vùng còn đang ngập lụt hay những nơi nước sạch vẫn chưa về, người dân có thể áp dụng cách xử lý nước mà chúng tôi chia sẻ ngay sau đây. Do Viện Sức khỏe, Nghề nghiệp và Môi trường hướng dẫn, những thiết bị sử dụng đều do Viện Sức khỏe, Nghề nghiệp và Môi trường tự chế tạo đã mang tặng cho bà con vùng lũ thuộc hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Những cái vùng nước nào sông, suối, ao, hồ mình có thể múc lên và chúng ta sử dụng một cái gói đã được viện đóng gói sẵn, đó là cái gói bột bắc. Pha một gói này với một cái xô khoảng 20 lít nước, khuấy đều lên, chúng ta để lắng trong vòng 30 phút. Toàn bộ các cái cặn lắng nó sẽ lắng xuống dưới đáy xô. Để sử dụng được tiếp theo thì chúng ta chắt cái nước trong này ra sang một cái xô khác và chúng ta tiếp tục cho vào đó gói chloramin B cũng đã được đóng gói sẵn với định lượng đã được tính toán. Chúng ta khuấy đều lên. Cái bộ lọc nước sạch này gồm hai mô đun. Một mô đun này là mô đun lọc và mô đun này là mô đun bình chứa và lọc ra nước uống được trực tiếp. Ở cái mô đun lọc này thì dùng phương pháp là phương pháp lọc ngược, tức là cái nước nguồn sông suối ao hồ chúng ta sẽ có một cái phễu trên này, người ta đổ và nước xuống tận dưới đáy và dùng phương pháp nó sẽ lọc ngược đi trên và ra phía ngoài là nước sạch. Đây là mô đun 1 là mô đun lọc, thì bao gồm các cái vật liệu đá quậy, cát vàng, cát đen, cát thạch anh và than hoạt tính. Từ cái mô đun lọc này, sau khi đã lấy được nước sạch ra thì sẽ chuyển sang bên mô đun 2 là mô đun này bình chứa. Mô đun bình chứa này được thiết kế thành hai phần. Cái phần trên này là nước từ bên này chảy sang để có thể dùng vòi này lấy ra rửa rau rồi tắm giặt vân vân là có thể sử dụng được ngay. Cái nước ở phần trên đã được lọc qua cái nấm ceramic. Sau khi được lọc qua cái nấm này, nó sẽ được chứa ở phần ở dưới của cái bình lọc này. Và khi mở cái vòi này thì có thể lấy ra được nước uống trực tiếp.